Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời, thề chung thủy, yêu quý nàng hơn chính bản thân. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời, thề chung thủy, yêu quý chàng tha thiết chứa cha. Chúng say tương lai nay con quy trước chư Phật Tổ, trước chư Thánh Hiền, cho con nên đôi, cho con an vui, dẫu cho nghèo khó chúng con không rời. Tâm không đua tranh, tâm không si mê, xin dương Phật pháp sắp gieo nhân lành, cho con hân hoan, cho con ca vang khúc ca hạnh phúc qua bao chờ mong. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài từ bi chứng lòng. Vợ chồng con xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài truyền thêm sức mạnh. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn. Cho nghèo khó chúng con không rời, tâm không đua tranh, tâm không si mê, xin dương Phật pháp sắc gieo nhân lành, cho con hân hoan, cho con ca vang khúc ca hạnh phúc qua bao chờ mong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quan viên hai họ cùng quý vị quan khách, chúng con kính nghe được rằng đạo Phật hiện hữu trên cuộc đời vì mục đích cứu khổ chúng sanh, đem hạnh phúc an lạc đến cho mọi người. Giáo lý của Đức Thế Tôn là kim chỉ nam khuôn vàng thước ngọc, giáo hóa con người hướng đến cuộc sống chân thiện mỹ. Vì thế, cho nên con người muốn có hạnh phúc an lạc thì áp dụng lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày mới xây dựng hạnh phúc bền vững lâu dài. Bởi lẽ, cuộc đời con người phải đầy đủ hai phương diện, vật chất và tinh thần. Vật chất là tạo nên của cải để nuôi sống bản thân và xây dựng xã hội. Tinh thần là nếp sống văn hóa mà con người gửi gắm niềm tin vào tôn giáo. Chúng con gửi gắm niềm tin của mình vào đạo Phật với tất cả những sự ngưỡng vọng, và từ đó chúng con đã lấy đạo Phật là lẽ sống tâm linh cho cuộc đời mình. Trong kinh điển nhà Phật có nhiều bộ kinh nói về xây dựng hạnh phúc gia đình, biết kiến tạo cảnh niết bàn an vui ngay giữa trần gian và hiện thực này.
Hơn nữa, tôn giáo không thể chinh phục lòng người bằng một giáo lý xa vời, mà tôn giáo phải vận dụng giáo lý vào hoạt động thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu tâm linh của xã hội, con người mới đem lại hạnh phúc và hòa bình cho con người, mới có thể cảm hóa lòng người trong quá trình lịch sử nhân loại. Đạo Phật đã thực hiện được điều đó. Lễ Hằng Thuận được tổ chức tại ngôi chùa Đức Hòa hôm nay đây là vấn đề tâm linh và tín ngưỡng, và đây cũng là sứ mệnh thiêng liêng của tôn giáo khi hiện hữu giữa cuộc đời. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày mùng 1 tháng 9 năm Kỷ Hợi, hai gia đình ông bà Cao Mạnh Ngà, pháp danh Minh Ngọc, Nguyễn Thị Toàn, pháp danh Diệu Châu, Lê Văn Túy, Nguyễn Thị Lâm, pháp danh Liên Huyền, vô cùng hoan hỷ, long trọng tổ chức lễ Hằng Thuận cho cô dâu và chú rể theo nghi thức truyền thống Phật giáo là Cao Mạnh Giang, pháp danh Tịnh Giang, sinh năm 1988, sánh duyên cùng Lê Thị Hồng Hạnh, pháp danh Liên Hạnh, sinh năm 1995. Đây là một sự kiện rất quan trọng. Hai họ và cô dâu chú rể nguyện gửi gắm hạnh phúc của đời mình trong tình thương đạo Pháp. Và từ đây, mãi mãi nhịp đập trái tim của Cao Mạnh Giang và Hồng Hạnh sẽ hướng theo giáo lý từ bi của đạo Phật, với sự tham dự đông đủ của quý chư tôn thiền đức và toàn thể quý vị. Đó chính là lý do của buổi lễ Hằng Thuận sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quan viên hai họ cùng quý vị quan khách, về chứng minh buổi lễ Hằng Thuận hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được cung kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Chí Thiện, Viện Chủ Chùa Đức Hòa, thị xã Giang, tỉnh Bình Dương. Xin toàn thể quý vị trong tràng có tay thật lớn và thật dài để cung đón Hòa Thượng. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Tâm, trụ trì Chùa Thanh Hòa, huyện Hướng Quảng, tỉnh Bình Phước, cũng đồng về chứng minh buổi lễ hôm nay. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu đảnh lễ Đại Đức Thích Minh Thiền, tân trụ trì Chùa Đức Hòa, đến về tham dự chứng minh buổi lễ hôm nay. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu đảnh lễ Đại Đức Thích Minh Tính, phó trụ trì Chùa Đức Hòa, cũng đồng về chứng minh buổi lễ sáng hôm nay. Và chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức, cũng đồng về chứng minh và tham dự buổi lễ Hằng Thuận sáng hôm nay. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Cao Mạnh Ngà và bà Nguyễn Thị Toàn là cha mẹ của chú rể. Xin quý vị trân trọng ở đây. Về phía họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Túy và Nguyễn Thị Lâm là cha mẹ của cô dâu. Và đặc biệt nhân vật chính trong ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đôi tân lang và tân đương sẽ đem lại niềm vui trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quan viên hai họ cùng quý vị quan khách có mặt trong buổi lễ Hằng Thuận sáng hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chung. Con dù lớn vẫn là con của cha mẹ, đi suốt cuộc đời lòng cha mẹ vẫn theo con. Dưới Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, trước sự chứng minh của chư tôn thiền đức, chúng tôi trân trọng kính mời ông Cao Mạnh Ngà,
tiến ra phía trước đại diện cho hai bên gia đình để dâng lên lời tắc bạch A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa bà con cô bác hai gia đình. Hôm nay trong niềm hoan hỷ của chúng con duyên hội ngộ cho những lứa đôi tiếp bước những tương lai xây dựng cuộc sống trong ý niệm thiết tha thiêng liêng cao quý của buổi lễ, con xin thay mặt cho bà con hai họ trước hết thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng chứng minh. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa chú bác bà con hai họ, có hạnh phúc nào hơn trong cuộc đời làm cha mẹ khi nhìn thấy con mình ngoan hiền hiếu hạnh và trong tương lai gia nghiệp ổn định hạnh phúc, nuôi con từ lúc mới lọt lòng rồi chập chững bước vào đời, lớn dần cho con đi học mở mang trí tuệ, rồi đến tuổi dựng vợ gả chồng xây dựng gia thất, là cả chuỗi thời gian chất chiêu giáo dưỡng mong ước và chờ đợi. Và rồi ngày lớn nhất trong cuộc đời lại đến, ngày vui của những đứa con thơ đang tập bước vào đời, lòng cha mẹ vui mừng khôn xiết và cũng lo lắng khôn nguôi, vì từ đây các con phải tự gánh vác sự nghiệp của mình, tự bảo vệ vun sới hạnh phúc của mình, mà đường trước còn dài, đường đi muôn vàn gian khó. Cha mẹ bên nào cũng thế, luôn mong hai con lấy tình yêu thiêng liêng thủy chung mà hai con đã hẹn thề để tha bao dung rộng mở với nhau khi lỡ lầm. Hai con mạnh giang và hồng hạnh, hai con hãy yên tâm, lúc nào cha mẹ của các con cũng dõi theo hạnh phúc của các con. Hôm nay trong ngày vui đại hỷ được nhất trí của hai gia đình cha mẹ, đã xin phép Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Đức Hòa cử hành lễ hàng thuận tại ngôi Tam Bảo để cầu mong Đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng gia hộ độ trì cho cuộc sống hạnh phúc gia đình. Các con được trăm năm đầu bạc răng long, trong thời gian thiêng liêng có hạn, chúng con không biết nói sao cho hết công đức của chư tôn đức đã dành thời gian quang lâm chứng minh cử hành lễ hằng thuận cho hai con của chúng con. Chúng con xin đảnh lễ tri ân quý ngài và cầu nguyện chư tôn đức pháp thể khinh an Phật sự viên thành để hoằng dương Phật pháp. Và chúng con xin cảm ơn bà con hai họ đã đến tham dự buổi lễ hằng thuận này. Xin chúc bà con, chú bác, nội ngoại, bạn bè xa gần của hai gia đình được sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, phúc lạc vô biên, gia đình luôn hạnh phúc và luôn sống trong ánh hào quang của mười chư Phật. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lời tắc bạch của đại diện gia đình dâng lên chư tôn thiền đức. Cầu hạnh phúc muôn người cầu chúc, tiếng trăm năm hai họ nguyện mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là lời tắc bạch của đại diện hai họ, và giờ đây chúng con thành tâm kiền thỉnh Đại Đức Thích Minh Thiền Tân trụ trì chùa Đức Hòa có đôi lời huấn thị cho hai họ. Chúng con thành tâm bái thỉnh Đại Đức A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Tôn Sư, đệ tử chúng con thừa sự chỉ dạy của ngài, hôm nay sẽ có đôi điều cùng với tất cả các vị Phật tử đang có mặt
trong cái buổi lễ hoàng thuận sáng hôm nay. Thưa, trước hết quý thầy xin được chúc mừng cho họ nhà trai có thêm một thành viên mới, cũng xin chúc mừng cho họ nhà gái có thêm một thành viên mới. Thưa các vị, vào cái thời phong kiến, khi mà con gái lớn lên đi lấy chồng rồi đó, thì kể như họ nhà gái mất đi một thành viên. Đó là chuyện của thời phong kiến, bởi vì xuất giá thì phải tùng phu. Còn thời đại của chúng ta, đó là một thời đại phát triển, thời đại tiến bộ. Thế cho nên có đi xuất giá thì cũng không mất, mà họ nhà gái lại có thêm một thành viên nữa. Vì thế chúng tôi xin chúc mừng cho các vị. Điều thứ hai, quý thầy rất là hoan hỷ với việc làm của họ nhà trai và họ nhà gái. Các vị đã học, đã hiểu và đã thực hành theo lời của Đức Phật để về chùa tổ chức lễ hằng thuận này. Vào thở xa xưa, khi Đức Phật còn tại thế, có những thiện nam tín nữ khi cưới gả cho con thì đều dắt con đến tinh xá Kỳ Viên hoặc là tinh xá Trúc Lâm để cầu xin Đức Phật ban lời chỉ dạy để người con trai về nhà vợ có những bổn phận đối với cha mẹ của vợ và có bổn phận đối với vợ như thế nào. Rồi Đức Phật chỉ dạy cho người con gái về nhà chồng sẽ có những bổn phận gì đối với cha mẹ chồng và bổn phận gì đối với chồng. Thế cho nên cái lễ hoàng thuận này nó có nguồn gốc từ thời Đức Phật còn tại thế và trải qua bao nhiêu thời đại, nó không được tổ chức một cách long trọng như chúng ta ngày hôm nay, nhưng vẫn có những buổi lễ cầu an, dâng lời kinh cầu nguyện và chúc phúc lành cho tân lang tân nương. Và thời đại của chúng ta là thời đại tiến bộ, Phật giáo cũng hòa theo sự tiến bộ của xã hội mà cải cách, làm cho buổi lễ hoàng thượng này bước lên một thềm cao hơn để nhằm tôn vinh cái giá trị cao đẹp của nó mà vốn dĩ được phát xuất từ ngàn xưa. Nên quý thầy rất là tán thán công đức các vị đã làm đúng theo chánh pháp. Buổi lễ ngày hôm nay không đơn giản chỉ là lời kinh cầu nguyện mà nó còn là một bài học để đánh động vào tâm thức của những người có mặt và nhất là cô dâu chú rể phải luôn ghi nhớ những bổn phận trách nhiệm của mình. Phận làm cha làm mẹ luôn luôn muốn con của mình trưởng thành yên bề gia thất. Đó là tâm lý chung của những đấng sanh thành. Nhưng thưa với các vị, cuộc sống hôn nhân nó có muôn ngàn gian khó. Đó là chúng tôi học và chúng tôi nghe nói, chúng tôi nói lại, chứ cuộc đời chưa có trải qua hôn nhân cho nên cũng chưa biết nó gian khó như thế nào. Thưa rằng cuộc sống hôn nhân người ta nói rằng có muôn ngàn gian khó. Như vậy thì cô dâu và chú rể là người mới bước đầu vào ngưỡng cửa của hôn nhân, chưa từng trải, tức là chưa từng có kinh nghiệm, tất nhiên sẽ đón nhận rất nhiều những cái khó khăn trở ngại trong đời sống. Vì thế bổn phận làm cha làm mẹ, bổn phận làm ông làm bà, làm cô dì chú bác của các vị lúc bấy giờ hiện hữu và nó được thực hiện một cách tốt nhất, đó chính là các vị phải truyền trao lại kinh nghiệm cho hai cháu để hai cháu vững bước trong đời sống hôn nhân. Trước hết tôi xin thay mặt cho nhà gái, các vị có cho hay không cho thì tôi vẫn thay mặt. Xin thay mặt cho nhà gái gửi gắm cháu hồng hạnh cho họ nhà trai. Từ nay họ nhà trai, các vị xin hãy mở lòng ra, bao dung đón nhận hồng hạnh, để hồng hạnh trở về và được là một người con dâu thực hiện hết vai trò bổn phận của mình đối với họ nhà trai, mà nhất là đối với cha mẹ chồng và chồng. Cháu có làm được hay không được thì cũng phụ thuộc một cái vai trò trách nhiệm rất là lớn đối với các vị, chứ không phải nó hư, nó không nên, nó thiếu sót, nó vụng về là do nó thiếu sót, nó vụng về
là một phần lỗi của chúng ta. Chúng ta không bao dung, chúng ta không chỉ dạy, chúng ta không nhắc nhở. Chúng ta là người đi trước, phải cố gắng truyền thừa cái kinh nghiệm của mình cho người đi sau, để người đi sau biết cái gì nên làm, biết cái gì nên tránh. Đó chính là sự bao dung của người đi trước. Và từ nay mong họ nhà trai hãy đón nhận cháu Hồng Hạnh xem như là một đứa con gái của mình mới trưởng thành, chưa đủ lớn, mọi việc phía trước còn nhờ vào tình thương, sự chỉ bảo của họ nhà trai. Vì vậy, nếu như cháu có vụng về, cháu có thiếu sót, thì mong các vị cũng cảm thông rằng đây là đứa con gái mới lớn, chưa trưởng thành của gia đình chúng ta. Và chúng tôi cũng xin thay mặt cho nhà trai gửi gắm cháu Giang cho họ nhà gái. Từ nay mong các vị hãy dành tình thương chỉ dạy và đón nhận cháu như là một đứa con trai trong gia đình. Đừng xem nó là rể mà hãy xem nó là con trai. Có xem nó là con trai thì mình mới hết lòng để bảo ban, để chỉ dạy nó. Còn mình xem nó là rể, ôi thôi nó là rể thì có gì về bên nhà ba mẹ nó dạy nó. Nó có hư thì mình đi mắng vốn. Thưa không, từ nay cả hai cháu đều gọi các vị là ba là mẹ. Thì tiếng ba mẹ này là tiếng ba mẹ chung, chứ không phải là ba mẹ chồng, ba mẹ vợ nữa. Thế cho nên tôi mong rằng họ nhà gái hãy đón nhận cháu Giang, hướng dẫn chỉ bảo cho cháu những điều còn vụng về thiếu sót, như là một đứa con trai duy nhất trong gia đình của mình. Các vị làm được điều đó, tức là các vị đang truyền cái sức sống, truyền cái năng lượng lành để tiếp bước cho hai cháu trong cuộc đời đầy phong ba bão táp này, và trong cuộc sống hôn nhân đầy khó khăn này. Đó là phần chúng tôi gửi gắm đến họ nhà trai, họ nhà gái. Cụ thể hơn hết đó chính là hai ông bà thông gia ngồi ở đây. Và tôi cũng muốn nói với tất cả các vị, những người cô dì, chú bác hay anh chị, bạn bè, các vị nên nhớ, nếu có tác động thì tác động những điều tích cực cho hai cháu, đừng có tác động những điều tiêu cực cho hai cháu. Tôi thấy hôn nhân mà đổ vỡ hạnh phúc đôi khi cũng do những bà tám, những ông tám. Cái chuyện người ta sống như thế nào đó, cứ sầm sì hỏi, ê, mày về nhà ông đó sống thấy có được không? Chứ tao thấy ổng thấy bả khó khăn, hay thế này thế khác. Thôi, nghĩ không được thì thôi, chia tay sớm. Cái đó rất là bậy. Thế cho nên tôi muốn nói với các vị rằng, tác động thì hãy tác động những điều tích cực để khuyên bảo hai cháu. Đó chính là cháu của mình, là bạn của mình, là những người anh, người chị, người em của chính mình. Đó là điều tôi muốn gửi gắm. Thưa con biết vợ là gì không mà con dám lấy vợ? Hả? Thầy nghe đâu đó người ta nói rằng, vợ là bà xã hiệu phu nhân, vợ là tổng hợp bảo mẫu tình nhân mẹ hiền, vợ là kho lẫm cất tiền, đút vào thì dễ, hơi phiền lấy ra. Vợ là biển cả bao la, đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà. Cho nên thầy mong rằng chiếc phà của con luôn luôn thông dong trên mặt biển bao la, chứ đừng có để biển cả nổi sóng rồi nhấn con chìm phà. Thưa với hai con thế này, đã có thể ước, đã có duyên cùng với nhau, cho nên kiếp này mới gặp nhau. Rồi do có cái nợ trói buộc nhau từ nhiều kiếp, thế nên bây giờ mới gặp được làm vợ chồng. Cái duyên để ta gặp, nhưng cái nợ để ta đến với nhau. Cuộc sống này tất cả chúng ta có mặt, gặp nhau để rồi thương nhau, ác hẳn đó là duyên nợ từ kiếp trước, chứ không phải chỉ là một kiếp này. Vì thế biết rằng chúng ta trong kiếp quá khứ đã từng yêu thương, đã từng thề ước trăm năm, và rồi trong cuộc lữ tử sinh này bao nhiêu lần thay thân đổi phận, bây giờ gặp lại nhau với thân phận này, hãy nhớ rước nhau về, trân trọng nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Ở trong kinh Đức Phật nói, người chồng không phải chỉ tôn trọng vợ, người vợ không phải chỉ tôn trọng chồng, mà người vợ phải kính trọng chồng, và người chồng phải kính trọng vợ. Cái kính là điều đầu tiên, rồi sau đó mới là trung thành, là chung thủy, là chia sẻ với nhau những ngọt bùi, những cay đắng. Thế cho nên ở đây thầy nói với hai bạn rằng, có duyên để rồi trải qua
Những năm tháng chín đổi mười chờ đi đến hôn nhân như thế này, đó là phước lành lớn lắm. Nên trân trọng nhau, thương yêu nhau. Trong dòng lịch sử đi qua, còn lưu lại rất nhiều những cặp tình nhân, họ yêu thương nhau đến hơi thở cuối cùng. Và chuyện đó không phải chuyện nằm trong trang giấy, không phải là chuyện của người xưa hay là chuyện của dòng lịch sử, mà chúng ta phải chứng minh cho mọi người thấy rằng ngày hôm nay cũng có những con người yêu thương nhau say đắm. Thầy nghe nói rằng anh đi rồi thì ở nhà em buồn lắm, anh về rồi thì ôm ấp vui cười. Dù cho hết một kiếp người cũng chưa thỏa những nỗi niềm yêu thương, nên chi hẹn kiếp này kiếp nữa và nhiều kiếp nữa để cùng nhau kết tóc xe tơ. Hãy làm sao đó cho tình yêu lúc ban đầu nó cháy bỏng, thì ngày tháng đi qua trở thành vợ chồng nó phải cháy bỏng, nó nồng nàn nhiều hơn. Chứ không phải lúc mới gặp nhau tiếng sẽ ái tình đánh cái đùng, bắt đầu ta yêu nhau rồi rước nhau về, bắt đầu từ từ ngán. Không có ngán nha. Bây giờ còn trẻ còn đẹp, yêu nhau, tới khi mình già mình chống gậy mình cũng yêu nhau. Rồi không phải chỉ yêu nhau kiếp này, mình hẹn với nhau kiếp sau, rồi kiếp sau nữa. Biết đâu kiếp trước hai tụi con già rồi, cái con nắm tay nhau và nói: ông ơi, nếu có kiếp sau tôi xin được làm vợ của ông nữa. Cái Giang nói lại: ừ bà ơi, bây giờ tôi yếu rồi nhưng tôi yêu bà nhiều lắm, có kiếp sau tôi cũng xin được làm chồng của bà. Thế là bây giờ kiếp này hai đứa con gặp lại bởi cái lời thề ước đó đó nha. Quý thầy thì luôn chúc phúc cho tụi con. Quý thầy không chúc tụi con lúc nào cũng vui, không chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng quý thầy chúc tụi con dù cuộc sống có khó khăn, có thành công hay có thất bại, lúc vinh hay nhục, chỉ mong rằng tụi con luôn cười cùng nhau, khóc cùng nhau, thức dậy cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau nếm trải những vị ngọt, vị đắng của cuộc đời là được. Không cầu mong tụi con lúc nào cũng yên bình, hạnh phúc không? Tất nhiên, chút nữa tụi con sẽ có những lời hứa hẹn với nhau, nhưng bây giờ thầy nhắc thế này. Chúng ta yêu nhau, tức là chúng ta đem đến cho nhau hạnh phúc. Và hạnh phúc nó từ đâu có? Hạnh phúc nó bắt đầu từ những việc rất đơn giản. Thầy có nói điều này rồi, cho nên không muốn nói lại. Nhưng thầy có thể nói theo một cái ý là khi ta vui, thì người thương của ta sẽ vui. Khi ta buồn, thì người thương của ta sẽ buồn. Thế thì chúng ta cố gắng làm sao tự chế tác cho mình niềm vui, để người thương của mình cũng vui. Muốn như vậy, cuộc sống này tụi con nên cảm thông nhau nhiều hơn trong đời sống. Chồng có điều gì đó chưa nói với vợ về những dự án, những dự định của ngày mai, và rồi vợ thấy rằng chắc là ổng muốn giấu mình, rồi buồn bã không nói ra. Chồng thấy vợ cái mặt lúc nào cũng buồn, từ sáng đến chiều không tìm được nụ cười. Khi vợ buồn thì chồng cũng chẳng được vui. Có nghĩa là nếu như ta, bản thân ta không khéo, ta để nỗi buồn ngữ trị trong lòng, nỗi buồn đang treo trên mặt, thì chồng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, và trái ngược lại vợ cũng vậy. Thế cho nên thầy nói tụi con cần cảm thông nhau. Có điều gì đó mà chưa được soi sáng thì cần ngồi lại nhẹ nhàng chia sẻ với nhau, từ cuộc sống cho đến những việc trong gia đình. Thầy đồng ý rằng cuộc sống sau này, chuyện sự nghiệp, danh vọng, địa vị, và gần hơn là chuyện chén cơm manh áo, nó làm cho con người ta mất rất nhiều thời gian để dành cho nhau những ưu ái. Nhưng thầy mong tụi con khéo léo sắp xếp mọi thứ, đừng quá vì công việc mà để cho người thân, người thương của mình phải héo mòn. Đừng quá vì công việc mà để cho người thân, người thương của mình phải trông ngóng chờ đợi từng bữa cơm. Thông minh hơn thì tụi con hãy từ chối khéo những buổi tiệc không đem lại niềm vui, những buổi tiệc không đem lại lợi ích, để về nhà ăn cơm với vợ, về nhà ăn cơm với chồng, hoặc về chở vợ đi thăm ba mẹ vợ, hoặc về cùng với chồng đi thăm ba mẹ chồng,
đó là tụi con thông minh, tụi con khéo léo. Làm được những điều đó, Thầy nghĩ là tụi con sẽ răng lòng đầu bạc với nhau và đi với nhau suốt cuộc hành trình giữa trần thế này. Hôm nay có mấy lời chia sẻ cùng với gia đình hai họ, cũng như bà con cô bác, mà nhất là cô dâu chú rể. Thầy chỉ cầu mong một điều, tụi con hãy thực hiện trọn vẹn bổn phận của người dâu, của người rể đối với cả hai gia đình. Chúc tụi con những nốt nhạc thăng trầm của cuộc đời, tụi con cùng nhau dìu nhau bước đi, cùng nhau nở nụ cười và cùng nhau rơi giọt nước mắt. Thầy không chúc tụi con hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Lời vàng Thầy mới vừa ban, trăm năm vọng mãi vô vàng thương yêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Tân Trụ Trì, qua những lời vàng ngọc của Đại Đức, hai họ chúng con vô cùng hoan hỷ, cảm kích tấm lòng của Đại Đức đã dành cho hai họ. Những lời này giúp cho chúng con hiểu thêm thật nhiều điều bổ ích. Chúng con nguyện ghi nhớ và làm những gì Đại Đức đã chỉ dạy. Giờ phút này chúng tôi xin mời họ nhà trai, họ nhà gái trở về an tọa, và xin mời cô dâu chú rể chúng ta quỳ lên. Thương nhau phải hiểu cho rành, lời ăn tiếng nói ngọn ngành của nhau. Và giờ đây chúng tôi xin mời cô dâu và chú rể đọc lời phát nguyện tâm thành của mình trước sự chứng minh của chư tôn đức và bà con hai họ, nói lên những tiếng nói sâu thẳm của lòng mình nhân ngày lễ trọng đại này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cha mẹ, kính thưa cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em trong hai họ. Trong thời gian hai chúng con đã tìm hiểu và yêu thương nhau, nay duyên lành đã đến, hai chúng con được sự đồng ý của cha mẹ hai bên cho phép hai chúng con kết duyên vợ chồng. Cho nên hôm nay chúng con về đây cung thỉnh chư tôn thiền đức từ bi chứng minh, tác lễ hằng thuận, cầu nguyện cho chúng con được trăm năm hạnh phúc, đứng trước tam bảo cùng hiện tiền chư tôn đức cũng như cha mẹ và bà con hai họ. Hai chúng con xin chân thành tâm phát nguyện, con Cao Mạnh Giang, pháp danh Tịnh Giang, xin xác nhận em Lê Thị Hồng Hạnh, pháp danh Liên Hạnh, là vợ của con. Con xin phát nguyện giữ gìn năm điều chồng đối với vợ. Một, phải biết tôn trọng vợ. Hai, không đối xử tệ bạc với vợ. Ba, phải chung thủy với vợ. Bốn, phải giao tiền bạc cho vợ quản lý. Năm, phải sắm đồ nữ trang cho vợ khi có điều kiện. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cha mẹ, con xin thành tâm phát nguyện, con Lê Thị Hồng Hạnh, pháp danh Liên Hạnh, xin xác nhận anh Cao Mạnh Giang, pháp danh Tịnh Giang, là chồng của con. Con xin phát nguyện giữ gìn năm điều vợ đối với chồng. Một, phải luôn làm chồng bổn phận trong nhà. Hai, phải tử tế với quyến thuộc bên chồng. Ba, phải luôn chung thủy với chồng. Bốn, giữ gìn tài sản gia đình. Năm, luôn siêng năng trong mọi việc. Dẫu cuộc đời có gặp khó khăn thử thách, chúng con cũng đồng lòng đồng ưu cộng lạc, trên thuận dưới hòa, sống trọn đạo làm con và bổn phận của người con Phật. Chúng con luôn tôn trọng nhau, thành thật và thủy chung trọn đời, để khỏi phụ lòng ơn sinh thành giáo dưỡng và niềm tin yêu của cha mẹ, cũng như tỏ lòng tri ân đến tam bảo và chư tôn đức. Chúng con nguyện phụng đạo giúp đời, làm người tốt trong xã hội. Cuối cùng, chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để dìu dắt chúng sanh trên bước đường tu học giải thoát.
Kính chúc cha mẹ phước họ miên trường. Kính chúc cô dì chú bác thân bằng quyến thuộc sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị quan viên hai họ cùng quý vị quan khách. Tình yêu mà không có giận, không có hờn thì làm sao đo được tình cảm của nhau? Giá trị tình yêu là nơi sóng gió mà vẫn giữ trọn lời yêu thương. Và ngạn ngữ trong hoa có câu: khi ta yêu ai đó là ta yêu tất cả những gì người đó có. Chúc cô dâu chú rể luôn giữ được niềm hạnh phúc của mình. Nhẫn một chút gió yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Đức Hòa hoan hỷ tiến ra phía trước để trao đôi nhẫn cưới cho cô dâu và chú rể. Nhắc nhở cho cô dâu và chú rể hiểu hơn về cuộc sống hạnh phúc lứa đôi theo tinh thần Đức Phật dạy và hạnh phúc gia đình cho người Phật tử. Sống làm sao cho đúng đạo lý làm người và giữ được bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Giờ phút này chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Đức Hòa từ bi hoan hỷ ban đạo từ chúc phúc đến cho hai cháu. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử trong hai họ, kính thưa Tân Lan và Tân Nương. Hôm nay các vị đã đầy đủ duyên lành từ nhiều đời, nhiều kiếp, nên ngày hôm nay mới tác phúc thiện duyên gặp nhau trở thành đôi vợ chồng. Đây là cái duyên nợ chứ không phải là ngẫu nhiên. Bởi thế cho nên cái việc hôm nay mà quý vị tác hợp duyên trăm năm hạnh phúc là một cái sự kiện từ nhiều đời nhiều kiếp. Mà nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta phải nên nhớ rằng nhiều đời nhiều kiếp thì cái duyên nó cũng là cái nợ. Nếu chúng ta có duyên mà không có nợ thì không sao hợp tác được. Thì vừa qua thì cái duyên nợ này đã thành tựu, nên giờ phút này thầy đã đại diện cho hai đàn trai và đàn gái đưa nhẫn cho các vị trao cho nhau. Thì chiếc nhẫn này nó được mang ba ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất thì gọi là chiếc nhẫn. Ý nghĩa thứ hai là nó hình tròn. Cái ý nghĩa thứ ba là nó màu vàng. Nên thưa các vị, cái chiếc nhẫn tại sao nó không có tên khác mà nó phải là tên là nhẫn? Quý vị nên biết, Đức Phật dạy rằng trong cõi nhân gian này là cái cõi uế trượt, cõi nhân gian này là cái cõi ta bà ngũ trượt ác thế. Chúng ta sanh trong đời mạt pháp phần nhiều phước mỏng nghiệp dày chướng sâu tệ cạn, cho nên chúng ta gặp nhiều sự khó khăn trong cuộc đời.
Vừa qua thì Đại Đức Tân trụ trì chùa Đức Hòa đã chia sẻ với các vị qua những cái đạo đức hôn nhân. Giờ đây chúng tôi xin nói qua về vấn đề ý nghĩa của chiếc nhẫn và ý nghĩa của năm giới mà quý vị đã thọ trì là người Phật tử. Thì cái phần thứ nhất, chiếc nhẫn đây nó cũng có một ý nghĩa là nhẫn nại, nhẫn nhịn và kham nhẫn. Bởi vì trong cuộc đời này là cuộc đời nó quá đầy nhiều những cái sự mà chúng ta không hài lòng. Cho nên chúng ta sống cuộc đời, sống với nhau là chúng ta phải có cái sự kham nhẫn, có cái sự nhẫn nhịn và có cái sự chịu đựng trong cuộc đời. Chúng ta đã trao cho nhau một chiếc nhẫn này thì cô dâu và chú rể hai người cùng nhau kham nhẫn, chịu đựng, nhẫn nhịn những gì mà chúng ta không hài lòng, để rồi chúng ta ban rải cái lòng rộng lớn để tha thứ bao dung, để cuộc đời sống chúng ta được luôn an lành và hạnh phúc. Cái điều thứ hai là chiếc nhẫn không hình vuông mà là hình tròn. Thì chiếc nhẫn này chúng ta có một cái ý nghĩa là chúng ta trao cho nhau trọn tình, trọn nghĩa. Chúng ta trao cho nhau những cái gì tròn đẹp nhất của cuộc đời. Bởi thế cho nên cái chiếc nhẫn này nó mang cái ý nghĩa như vậy. Cho nên chúng ta phải theo và phải thực hiện đúng theo những cái ý nghĩa của nó. Tức là chúng ta làm tròn đầy bổn phận của mình đối với người chồng, đối với người vợ và người vợ đối với người chồng, để gia đình chúng ta được luôn an vui và hạnh phúc. Đấy, ý nghĩa thứ ba là chiếc nhẫn này nó màu vàng. Thưa quý vị, chiếc nhẫn này nó màu vàng thì nó rất là kiên cố, không thay đổi. Nó vào gió nó cũng không phai màu, nó vào nước nó không phai màu, mà nó vào đất nó không phai màu, thậm chí nó vào trong lửa nó cũng không phai màu. Dù trăm năm cho đến ngàn năm nó vẫn giữ một màu vàng duy nhất. Thì cái màu vàng này nó đã là duy nhất, thì chúng ta trao cho nhau với cái tấm lòng, với cái tình chồng vợ, thì dù có trăm năm hay ngàn năm chúng ta không thay đổi như chất liệu của vàng này vậy. Tất cả mọi sự trên thế gian này không làm gì thay đổi được tấm lòng vàng của tân lang và tân nương. Dù ai nói ngược nói xuôi lòng, dù ai nói ngược nói xuôi, lòng ta cứ vững như kiền ba chân. Tất cả những gì mà chúng ta có được, chúng ta đối với ý nghĩa của chiếc nhẫn này thì chúng ta phải cố gắng thực hiện làm sao cho được tròn đầy, để gia đình luôn luôn được an vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, trên cuộc đời này chúng ta gặp không ít những điều khó khăn. Bởi thế cho nên trong gia đình, vợ chồng cũng thế, đôi khi chúng ta cũng gặp những điều trái ngang. Nhưng thưa quý vị nên nhớ rằng ông bà ta có chỉ dạy: khi vợ chồng lục đục, khi vợ chồng có những điều qua tiếng lại, thì các vị hãy nên nhớ, ông bà chúng ta đã nhắc nhở là chồng giận thì vợ bớt lời, như cơm sôi
bớt lửa một đời không khê. Còn như chồng giận mà vợ thêm lời thì như cơm sôi thêm lửa thì sao quý vị? Thì nồi ra sân. Thưa quý vị, con chim nó có hai cánh nó bay, con chuồn chuồn nó có hai cánh nó bay, nhưng mà lúc đó cái nồi không có cánh nào mà cái nồi cũng bay. Dép không có cánh, dép cũng bay. Giày không có cánh, giày cũng bay. Mà bàn ghế không có cánh mà bàn ghế cũng bay. Cho nên ông bà chúng ta muốn nhắc nhở con cháu để muốn giữ cái hạnh phúc trọn vẹn của cuộc đời vợ chồng, thì chồng giận thì vợ bớt lời, như cơm sôi bớt lửa thì một đời không khê. Còn như chồng giận mà vợ thêm lời thì như cơm sôi thêm lửa thì nồi ra sân. Cái điều thứ hai là quý vị tân lang và tân nương cũng là người Phật tử tại gia đã thọ tam quy và trì ngũ giới. Thì điều này chúng tôi rất là hoan hỷ và cũng chia sẻ với quý vị thêm về vấn đề bổn phận làm Phật tử ở trong năm điều răn cấm của Đức Phật. Thưa quý vị, đạo Phật là đạo từ bi. Đạo từ bi thì tất cả mọi sự việc gì trên thế gian mà Đức Phật dạy, như người Phật tử tại gia thì Đức Phật cũng cho phép có chồng, có vợ, nhưng trong sự việc vợ chồng này phải làm sao giữ vững được cái đạo đức hạnh phúc của con người ở trong đó qua những cái giới pháp của Đức Phật dạy như là năm giới cấm. Năm giới này nó được hình thành bởi cái trí tuệ siêu sức của Đức Phật đã chứng đắc lục thông, Đức Phật đã chứng đắc đạo vô thượng bồ đề và biết tất cả chủng tánh của chúng sanh mà nêu lên năm giới để cho Phật tử tại gia giữ gìn cho trọn vẹn thì sẽ được sống trong cuộc đời an vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, cái giới thứ nhất á, là Đức Phật dạy cho chúng ta là không được sát hại chúng sanh. Tất cả những vật lớn như con voi, con bò cho đến vật nhỏ như con gà, con vịt, con kiến hay con vi trùng chúng ta cũng không được giết hại. Chúng ta không giết hại như vậy á, thì có được cái công đức gì? Chúng ta không giết hại như vậy, được cái công đức là chúng ta có được những cái sự gọi là bớt đi những cái lỗi lầm. Bớt đi những cái lỗi lầm thì thân của chúng ta sẽ thọ mạng, phúc báo của chúng ta sẽ tăng trưởng. Không những chúng ta không sát sanh hại vật mà chúng ta còn ban rãi lòng từ bi đến với mọi loài. Chúng ta ban rãi lòng từ bi đến với mọi loài. Cả các loài chúng ta đều thương tưởng và chúng ta có khả năng, chúng ta có khả năng cứu vớt, cứu hộ được những loài nào thì chúng ta đem sức mình ra, đem trí tuệ ra để giúp và để cứu một loài đó. Chẳng hạn như thường khi chúng ta mua chim, cá hay là tất cả các con vật để phóng sanh, để hộ mạng cho chúng. Tất cả những chúng sanh mà chúng ta còn thương tưởng và bảo hộ chúng, huống chi là người vợ hiền yêu quý trọn đời của các vị phải bảo trọng, và huống chi là người chồng yêu quý trọn đời của các vị thì các vị cũng phải bảo trọng. Còn cái giới thứ hai là không trộm cắp. Chúng ta không trộm cắp mà chúng ta còn đem tình thương
để giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người cơ nhỡ, giúp đỡ những người yếu kém hơn mình. Chúng ta rải tình thương bao la đối với mọi người như vậy, thì há gì chúng ta không quay lại bên cạnh mình có một người chồng quý báu, chúng ta rải tình thương này đến trọn vẹn cho chồng, hay chúng ta rải tình thương này đến trọn vẹn cho người vợ của mình. Thì điều thứ hai là không được trộm cắp. Chúng ta không tham lam của người khác, chúng ta giúp đỡ người khác, thì tất cả sự việc ở đời này, nhiều người sẽ kính phục ta, sống trong cuộc đời an vui và hạnh phúc. Thứ nhất. Thứ hai là chúng ta vợ chồng hiện ở trong nhà, chúng ta càng ngày càng sâu sắc hơn để gia đình được hạnh phúc trọn đời. Điều thứ ba là không được tà dâm, không được ngoại tình. Đức Phật dạy là người Phật tử tại gia còn phải nối dõi tông đường, nên có quyền lập vợ gả chồng. Nhưng các vị hãy một lòng chung thủy, không được ngoại tình, không được lan chạ. Vợ thì chung thủy với chồng đến trọn đời, chồng chung thủy với vợ đến trọn đời, để tạo thành một cái sự hạnh phúc cho gia đình, an vui trong gia đình, và làm cái gương sáng cho con cháu của mình nữa. Cái sự không tà dâm như vậy thì các vị sẽ đạt được những cái phúc quả lớn lao ở trong cuộc sống. Cái sự thanh cao, cái sự tinh bạch của các vị sẽ làm cho tất cả mọi người kính mến, thì gia đình chúng ta luôn luôn an vui và hạnh phúc. Cái điều thứ tư mà Đức Phật đã dạy các vị là không được nói dối. Chúng ta có cái uy tín trên cuộc đời này, đó là chúng ta nói những lời chân thật. Chúng ta là người chân thật, nói lời chân thật, thì tất cả mọi sự, mọi việc, chúng ta thành công nhiều hơn thất bại. Nếu cuộc đời, ở đời mà chúng ta giả dối, gian dối, thì cái sự uy tín của chúng ta sẽ mất đi rất nhiều. Cuộc sống của chúng ta sẽ giảm cái phần uy tín. Những cái sự thành công của chúng ta sẽ hẹp hòi và ít đi. Bởi thế cho nên trong cuộc sống của chúng ta cần phải làm thật và nói thật. Chúng ta có những cái sự thật của mình như vậy thì mọi người xung quanh đều tin dùng. Nếu được tin dùng nhiều người như vậy thì chúng ta sẽ được những cái sự lợi ích lớn lao vô cùng. Gia đình luôn được an vui và hạnh phúc. Những cái sự việc không nói dối như vậy, nhưng Đức Phật cũng có khai cho chúng ta, nếu chúng ta nói dối mà được lợi ích cho mình và được lợi ích cho người, thì chúng ta cũng được phương tiện để mà nói dối. Vì sự nói dối này có lợi ích cho mình và có lợi ích cho người, thì chúng ta được phương tiện mà nói. Còn như chúng ta nói dối mà tổn hại cho mình và tổn hại cho người, thì chúng ta hoàn toàn là không được nói dối. Đó là cái giới thứ tư. Còn giới thứ năm là không được uống rượu say sưa và sử dụng những chất kích thích để làm mất bản tâm. Thưa quý vị, ở trong kinh Đức Phật đã dạy, chúng ta uống rượu say có nhiều điều tội lỗi, và chúng ta dùng những chất kích thích giống như xì ke, ma túy, tất cả những thứ này sẽ làm mất bổn tâm, làm bại hoại danh phận, và làm cho gia đình được luôn luôn suy sụp
và không được hạnh phúc an vui. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta không được uống những thứ rượu say sưa làm mất bổn tâm, không được sử dụng những chất kích thích để làm mất bổn tâm, để cho tâm trí chúng ta sáng suốt, dùng trí tuệ sáng suốt này mà thừa hành các việc ở trong xã hội và tạo lập cho chúng ta một gia đình luôn luôn hạnh phúc và an vui. Đó cũng để làm tấm gương sáng cho con cháu về sau này. Thì trong năm giới này mà các vị giữ tròn được trong cuộc đời thì Đức Phật dạy cái công đức rất là lớn lao. Mà năm giới này các vị giữ trọn trong cuộc đời thì cái sự việc đối với đôi vợ chồng thì các vị sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Vậy giờ đây chúng tôi có mấy lời nhắc nhở các vị và cũng xin là cầu chúc cho chú rể Cao Mạnh Giang, pháp danh Tịnh Giang, và cô dâu Lê Thị Hồng Hạnh, pháp danh Liên Hạnh, được phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, suốt đời làm vợ chồng chung thủy cho đến ngày răng long tóc bạc, và cũng là người Phật tử chân chánh để hộ trì Phật Pháp, để làm sau này làm rạng rỡ cho tông đường của hai họ. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể hai họ được luôn luôn sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, phước lộc vô biên và vạn sự được kiết tường như ý. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Nguyện noi gương sáng quý ngài làm viên gạch nhỏ xây đài thế gian, qua lời đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. Hòa Thượng đã chỉ dạy rõ cho chúng con về vấn đề hôn nhân trong cuộc sống, và giờ đây chúng con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn quý ngài tam bái. Mẹ sinh ta, cha nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng, nuôi con cực khổ ẩm bồng, trời cao lòng lộng khó mong đáp đền. Được nên ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh trời biển của cha mẹ để tỏ lòng hiếu kính tri ân. Giờ phút này đôi bạn trẻ tiến về cha mẹ, họ nhà trai đảnh lễ. Trong cái lại thành kính này, chúng con xin đội ơn cha mẹ đã sanh thành, đã nuôi dạy chúng con nên người. Chúng con xin được đội ơn ba mẹ đã táp hợp lương duyên cho chúng con, và chúng con xin được đội ơn ba mẹ, cầu xin ba mẹ luôn thương yêu bảo bọc, dìu đỡ chúng con cho những tháng ngày phía trước. Và giờ đây thầy mời cô dâu lại chú lễ một lại. Thưa anh, đây là cái lại xin anh cho em được làm vợ để sớm hôm cận kề chăm sóc anh. Và giờ đây thầy mời chú rể lại có dâu một lại. Thưa em, đây là cái lại xin cho anh được làm chồng để sớm hôm chăm sóc em. Thầy mời hai bạn cùng lại nhau, hai đứa con cùng lại nhau. Xin nguyện từ nay những nốt thăng trầm của cuộc đời dìu nhau bước. Xin nguyện cùng nhau long phụng hòa minh sắc cầm và hiệp.
Thưa bà con hai họ, đây là cái giấy chứng nhận lễ hằng thuận của Phật tử Cao Mạnh Giang và Phật tử Lê Thị Hồng Hạnh. Hôm nay được sự chứng minh gia hộ của mười phương tam bảo, được sự chứng minh chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư, cùng với sự chứng minh của Chư Tôn Thiện Đức và sự tham dự của bà con hai họ, hai cháu đã được nên duyên chồng vợ. Và giờ đây Thầy mời hai đứa con cùng nắm tay ký vào đây chữ ký. Cái chữ ký này ký vào đây đó là tụi con ký vào trong lòng của mình đó, để nhớ từ nay là vợ chồng rồi thì có gì đó cũng yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn gian khổ của cuộc đời để tạo cho mình niềm an vui. Và sau khi ký giấy chứng nhận xong thì chúng tôi xin mời cô giáo chú rể hãy cắt bánh kem để chúc mừng cho ngày lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách cùng quan viên hai họ. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, buổi lễ hằng thuận của Mạnh Giang và Hồng Hạnh đến đây đã thành tựu viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Chứng Minh, chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của bà con hai họ cùng quý quan khách đã đến tham dự và góp phần cầu nguyện hạnh phúc trong hôn sự này. Sự quan lâm của Chư Tôn Đức thể hiện tinh thần từ bi trí tuệ của Đạo Phật đi vào lòng của cuộc sống thế nhân. Kính chúc Chư Tôn Đức Pháp Thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành để hướng dẫn chúng sanh trên bước đường học Phật. Sự hiện diện của hai họ là niềm khích lệ động viên cho cô dâu và chú rể trong hành trình hạnh phúc trăm năm. Kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, gia đình an vui, hạnh phúc. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, trong suốt buổi lễ hằng thuận diễn ra, mặc dầu ban tổ chức bằng cả tấm lòng để tổ chức, nhưng không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức và toàn thể liệt quý vị niệm tình hỷ xã. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cho con nên đôi, cho con an vui, dẫu cho nghèo khó chúng con không rời. Tâm không đua tranh, tâm không si mê, diễn dương Phật pháp sắc gieo nhân lành. Cho con hân hoan, cho con ca vang khúc ca hạnh phúc có bao chờ mong. Lạy Phật Tổ, xin ngài từ bi chứng lòng. Vợ chồng con, vợ chồng con, xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài truyền thêm sức mạnh. Vợ chồng con, vợ chồng con luôn hướng thiện theo đức thế tôn. Vợ
chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn.